Chương trình pháp luật với đời sống định kỳ hàng tháng trên báo Tây Ninh Online xin kính chào quý độc giả. Kính thưa quý độc giả của báo Tây Ninh Online thân mến, luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2008, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Qua 14 năm thực hiện, luật đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Điều đó đã góp phần bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, xử lý các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bạo lực gia đình vẫn còn là vấn đề nhức nhối, nan giải ở nước ta. Nhiều vụ việc bạo lực gia đình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó lường và khó xử lý bằng các quy định pháp luật hiện hành. Trong chương trình pháp luật với đời sống trên báo Tây Ninh Online ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý độc giả sẽ cùng theo dõi cuộc trao đổi với luật gia thạc sĩ Đào Thị Anh Tuyết, Phó trưởng phòng xây dựng và phổ biến pháp luật Sở Tư pháp, xung quanh chủ đề phòng chống bạo lực gia đình. Xin cảm ơn luật gia Anh Tuyết đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý độc giả của báo Tây Ninh Online. Chào Nhật Minh. Kính thưa luật gia Anh Tuyết, và nội dung đầu tiên, Nhật Minh cũng như quý độc giả mong muốn được luật gia Anh Tuyết chia sẻ về thực trạng bạo lực gia đình hiện nay ở nước ta. Kính thưa quý độc giả, trong giai đoạn 2009-2021, tổng số vụ bạo lực gia đình đã phát hiện trên cả nước là 324.641 vụ. Nhìn chung, người có hành vi bạo lực gia đình chủ yếu là nam giới, chiếm khoảng 86% tổng số người có hành vi bạo lực gia đình, được xác định với vai trò là người chồng, người cha đối với con cái và người con của cha mẹ già. Tiếp theo là phụ nữ với vai trò là người vợ, người mẹ, người con của cha mẹ già. Bên cạnh những nạn nhân vốn được coi là nhóm yếu thế như là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, thì trong những năm gần đây đã ghi nhận nam giới cũng phải chịu những hành vi bạo lực gia đình, chủ yếu là bạo lực tinh thần và bạo lực về kinh tế. Xin cảm ơn những thông tin luật gia Anh Tuyết vừa chia sẻ cùng với chương trình. Kính thưa luật gia, như vậy từ những phần chia sẻ của luật gia đã dẫn đến thực trạng như vậy, thì nguyên nhân nào đã dẫn đến thực trạng đó thưa luật gia? Mong luật gia chia sẻ thêm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất là do tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại. Nam giới cho rằng mình có quyền dạy bảo các thành viên yếu thế trong gia đình bằng vũ lực hoặc nhục mạ. Nguyên nhân tiếp theo gây nên tình trạng bạo lực gia đình chính là sự cam chịu từ phía nạn nhân, mà cụ thể nhất là từ phía người vợ và những đứa trẻ. Tư tưởng xấu chàng hổ ai khiến người vợ không dám nhờ giúp đỡ, hay quan điểm đèn nhà ai nấy rạng khiến cho hàng xóm láng giềng không can thiệp hỗ trợ nạn nhân. Ngoài ra, còn có thể kể đến các nguyên nhân khác dẫn đến bạo lực gia đình như là tình trạng nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác, nghiện game, hay là con cái không có đủ sự kiên nhẫn trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ già. Xin cảm ơn những thông tin luật gia vừa cung cấp cho chương trình. Kính thưa luật gia Anh Tuyết thân mến, như vậy thì bạo lực gia đình sẽ để lại những hậu quả như thế nào? Luật gia có thể chia sẻ cho Nhật Minh cũng như là quý vị độc giả đang theo dõi chương trình được biết. Kính thưa quý độc giả, bạo lực gia đình đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trước hết là vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ở nhiều gia đình, thế hệ con cái đã lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà khi còn nhỏ họ đã được chứng kiến. Bạo lực gia đình đang là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình. Theo như Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nói, nếu không được giải quyết kịp thời, bạo lực gia đình sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của gia đình, làm xói mòn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm suy yếu động lực phát triển và là rào cản đối với tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Thưa luật gia Anh Tuyết, như vậy thì pháp luật quy định người có hành vi bạo lực gia đình phải có nghĩa vụ như thế nào ạ? Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định người có hành vi bạo lực gia đình có nghĩa vụ tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng, chấm dứt ngay hành vi bạo lực.
chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị, chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật. Như vậy thì thưa luật gia Anh Tuyết thân mến, nạn nhân của bạo lực gia đình thì pháp luật quy định cho họ những quyền và nghĩa vụ như thế nào? Luật gia có thể cho độc giả của báo Tin Ninh Online được biết thêm. Đối với nạn nhân bạo lực gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình quy định, nạn nhân bạo lực gia đình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình. Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật. Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh, bí mật về thông tin khác và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nạn nhân bạo lực gia đình phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu. Xin cảm ơn những thông tin luật gia Anh Tuyết vừa chia sẻ cùng với chương trình. Thưa luật gia Anh Tuyết thân mến, như vậy thì người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục. Thưa luật gia Anh Tuyết thân mến, hiện nay Quốc hội đang xem xét dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Luật gia có thể cho biết là vì sao chúng ta phải sửa đổi luật và việc sửa đổi luật theo hướng như thế nào, thưa luật gia? Các quy định chính sách trong luật phòng chống bạo lực gia đình hiện hành còn tồn tại nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc sửa đổi luật là thật sự cần thiết nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập của luật hiện hành, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên. Việc sửa đổi luật theo hướng phải khắc phục những vướng mắc bất cập trong luật hiện hành và bổ sung những vấn đề mới phát sinh, tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội và vai trò của gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình. Xin cảm ơn những thông tin pháp luật mà luật gia Anh Tuyết vừa chia sẻ cùng với quý độc giả của báo Tin Online. Xin cảm ơn quý độc giả. Hẹn gặp lại quý độc giả trong những chương trình sau. Kính thưa quý độc giả của báo Tây Ninh Online thân mến, gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, đó là chủ đề kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2022, gắn với tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 là hoạt động ý nghĩa tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chương trình mong rằng mỗi người chúng ta cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình sẽ giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình, chấm dứt hành vi bạo lực, tích cực phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc phòng chống bạo lực gia đình. Và chương trình Pháp luật với đời sống xin được khép lại tại đây. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả. Thân ái, chào tạm biệt.